Tầm này mà anh em dùng những cái kiểu như là máy kho nhiệt nhà anh em nhá. Hoặc máy pin đi mà anh em không biết những cái dòng pin này thì thôi anh em là toi luôn. Đây, anh em nhìn thấy cái mẫu này không? Cái con này đang gọi là quái vật trong cái làng làng đốt điện anh em ạ. Ở đây là có những cái cell, những cái cục pin mình vừa độ xong anh em nhá. Đấy, 20 cell. Anh em mà mua 20 cell rẻ bèo luôn anh em ạ, nhưng mà anh em độ lại thì phải nói là hơi nặng đô đấy, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó thôi anh em ạ. Đây. Dòng này mình độ lại bằng cell dòng xả cao anh em nhá. Bình thường anh em sẽ mua cái loại này này, loại 5 cell này, à lộn 5 cell, 10 cell anh em nhá. 10 cell xả cao thì bây giờ bên mình đã nâng cấp lên là 20 cell xả cao anh em ạ. Ông nào mà dùng cho máy cắt thì thôi mẹ cắt có mà đưa hết đá không 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 hết bị hết điện anh em ạ. Khỏe lắm. Trâu bò. Và những ông nào mà dùng những con máy kho như này, anh em sẽ thấy được cái độ kinh khủng của nó hút điện anh em nhìn này. Đấy anh em nhìn không? Anh em mình bấm cho anh em thấy không? Sụt điện nhìn thấy luôn anh em nhìn này. Cái tia nó phát ra cực kỳ nóng luôn. Em cảm nhận được hơi nóng luôn này. Nên như anh em nào mà dùng những con máy đòi hỏi dòng xả lớn hoặc là muốn dùng bền thì lên đầu tư những cái quả pin mà độ anh em nhá. Chứ còn mua pin thường thì cũng được thôi, nó chạy cũng ok thôi. Cũng chạy nhưng mà nếu mà để mục đích cho chạy các loại xả lớn như máy cắt này, máy mài hoặc là các cái máy kho thì không chạy đâu nhá, bảo trước luôn đấy. Đấy. Đây. Ở dòng này thì mình nâng cấp lên và sẽ sử dụng cell xả cao thì đương nhiên rồi. Cell dung lượng lớn và trang bị cho nó một cái mạch bảo vệ nạp xả bốc lắm anh em ạ. Toàn mạch CD mới thôi, khỏe như con trâu luôn. Cầm nặng. Nhưng mà dòng này nó có một điểm hơi dở một cái là cầm rất là nặng. Ông nào mà vác lên trên cao mà xách hai quả pin này thì khả năng mẹ hơn tập tạ anh em ạ. Nặng lắm. Đây. Siêu nặng luôn, vừa to vừa nặng nhưng mà được cái thì điện nhiều. Muốn lắp cái này đợt tới sẽ cho anh em xem cả một số series về cái dòng máy này nhá. À dòng pin này bên mình sẽ làm cả thành máy hàn luôn anh em ạ. Tức là anh em có thể hàn di động luôn, xách một quả 20 này thôi dùng nhè, tị tã cuộc đời. Trước là cái loại này. Chứ anh em thấy là mẫu này này, đã thấy là xịn rồi đúng không? Đấy, đóng 10 xèo đã xịn nhưng mà anh em mà sang cái mẫu này xong anh em thấy con này như kiểu tí hòn như này. Úi xồi. 20 xèo nó khác lắm. Đây là con máy bắn kéo nến anh em nhé. Bắn kéo nến cũng dùng điện luôn. Đấy, cũng dùng pin luôn. Nhưng mà dòng này thì con này ăn ít điện hơn. Nên là chơi được. Còn cái con máy kho này thì bắt buộc phải chơi pin to này. Ông nào lắp pin bé thì đảm bảo chỉ có ảng luôn anh em ạ. Không chống được. Đây. Đấy, hai mẫu pin vừa làm xong. Đấy, chuẩn bị gửi cho khách thì mình quay cho anh em xem nhé. Chất lượng lắm, mỗi tội nặng anh em ạ. Pin xịn cầm nặng lắm. Nặng đầm tay, mỗi quả này phải nửa nửa cân anh em ạ. Hai quả này nó phải rơi tầm cân, sách choáng luôn.